Và một lời nhắn nhủ với các start-up của Hưng Yên đó là gì ạ thưa ông? Thời đại của Việt Nam là đã đến và hướng tới một cái khát vọng thịnh vượng và hạnh phúc, đặc biệt là khởi nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa rất là mạnh mẽ. Tôi có một cái mong muốn rằng là các bạn trẻ tranh thủ cái thời cơ lịch sử của Việt Nam, hãy khởi nghiệp đi. Và mọi người, nghĩa là tất cả chúng ta đều cố gắng chung tay để mà tạo ra một cái môi trường tốt nhất cho những cái hạt giống nảy mầm cũng như những cái tài năng doanh nhân của Hưng Yên được định hình và phát triển. Vâng, rất là cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với chương trình.